They still do. Xin chào cả nhà và các bạn Sagan. Hôm nay Liên sẽ nói về đề tài là người già ở Úc có cô đơn hay không. Ở nước Úc nó không có như Việt Nam các bạn ơi. Thông thường con cái khi mà nuôi dạy đến 18 tuổi thì cha mẹ đã không còn phải chịu trách nhiệm nữa. Cho nên người Úc nuôi dạy con cái đến năm 18 tuổi là để cho con cái đi ra ngoài và tự lập, đa số là tự lập. Thì sau khi con cái tự lập rồi thì tới lui với cha mẹ nó thưa thớt hơn. Cho nên đến khi mà họ già rồi họ cũng không tới chăm sóc cha mẹ mình thường xuyên nữa. Và nếu cha mẹ của họ không tự lo cho họ được thì cha mẹ của họ phải tự vô nursing home. Vì ở đây sống là cuộc sống tự do, cho nên họ rất chú trọng về tự do cá nhân của mỗi người. Mặc dù mình là người con hay là cha mẹ nhưng mà không phải trách nhiệm cho nhau. Giống như cha mẹ khi nuôi con cái đến 18 tuổi cũng không còn trách nhiệm với người con đấy nữa. Và cuộc sống ở bên Úc thì mình thấy nó buồn tẻ. Đó là người người nhà nhà nó đóng cửa kín mít lại các bạn ạ. Cho nên họ sẽ không biết bên trong sẽ xảy ra chuyện gì nếu lỡ mình ở một mình. Cho nên cuộc sống ở đây chỉ làm bạn với TV và cái phone thôi cả nhà. Nếu họ gặp trường hợp nào không may thì có khi hàng xóm kế bên cũng không phát giác nữa. Có những trường hợp rất là đau lòng, đó là xác thúi bốc mùi lên rồi thì hàng xóm nó mới biết là có người đã chết và gọi cảnh sát. Thì khi cảnh sát tới nhà và phá cửa vô thì phát hiện là một người già đã chết một tháng rồi. Cuộc sống ở đây nó quá tôn trọng tự do cho nên nó không có qua nhà nhau chơi thường xuyên và mỗi nhà đều đóng cửa kín lại các bạn ơi. Ngay cả cộng đồng người Việt Nam mình cuộc sống nó cũng cô đơn và người Tây thì càng cô đơn hơn nữa. Mặc dù người Việt Nam mình đã cố gắng giữ cái văn hóa của người Việt, đó là con cái thường xuyên thăm hỏi hoặc sống chung với bố mẹ. Nhưng mà cũng một đa số thôi. Đa số con cái khi trưởng thành rồi có thể tự lập về kinh tế, có thể tự mua nhà cho mình, thì họ có cuộc sống riêng và họ chỉ lo cho cuộc sống nhỏ của họ thôi. Đôi khi cuộc sống bận rộn hoặc ở xa quá, họ quên luôn cha mẹ của mình đang cần hoặc đang trông ngóng mình. Họ chỉ về thăm khi những ngày lễ, ngày Tết thôi các bạn. Có những trường hợp là không thăm hỏi luôn. Và một trong những nguyên do mà cuộc sống của người Úc cô đơn nữa đó là họ sinh quá ít con. Và họ sống xa nơi làm việc, xa nơi cha mẹ họ ở quá. Cho nên đó cũng là một nguyên nhân làm cho cuộc sống người Úc nó cô đơn và già hơn. Và để cuộc sống người già nó bớt cô đơn thì có những trường hợp là họ tự tìm vui cho mình bằng cách đi lễ, đi nhà thờ. Hồi nãy mình quay trước mặt mình là nhà thờ đó. Thì họ đi lễ, đi nhà thờ, đi cộng đoàn, đi sinh hoạt, đi ca hát. Hoặc là họ có những chương trình cho người già đi thăm vườn trái cây, thăm thú. Có những chuyến đi dã ngoại người già với người già để cuộc sống của họ bớt tẻ nhạt và bớt lẻ loi hơn. Nhưng đó là chỉ một số ít thích đi ra ngoài thôi. Đối với những người không thích đi ra ngoài và những người ốm hơn, không khỏe lắm nhưng vẫn có thể tự chăm sóc cho mình thì họ chọn cách ở nhà và không tiếp xúc nhiều với hàng xóm. Cho nên họ chỉ trong căn phòng của họ, trong cái khuôn khổ đó thôi. Và ăn sáng, ăn tối, ăn chiều cũng chỉ một mình. Cuộc sống của người già nước Úc
cô đơn đó là con cái họ ít quá và cái văn hóa tự do quá nhiều, tự do về cá nhân của mình, cho nên họ sống cũng ích kỷ hơn, họ chỉ biết cho bản thân mình chứ quên đi là mình còn cha mẹ để chăm sóc. Rồi có những lý do là họ đi làm quá xa và hàng xóm ở bên đây nó không có thân thiện như ở Việt Nam của mình, đó là nhà nhà đều đóng cửa, không có mở cửa, và họ tôn trọng cái sự riêng tư đó, cho nên họ không có thường xuyên qua nhà nhau để mà thăm hỏi hay chào hỏi. Có đôi khi mình ở bao nhiêu năm rồi cũng không biết hàng xóm của mình tên là gì nữa các bạn. Một trong những nguyên nhân làm cho sự cho cuộc sống của người già ở nước Úc tẻ nhạt và cô đơn nữa, đó là họ tự do, họ tự lo cho bản thân mình, họ không ỷ lại con cái và họ cũng tôn trọng cuộc sống riêng tư của con cái của mình, vì họ có phúc lợi riêng của xã hội nếu họ cần giúp đỡ về kinh tế. Và một trong những lý do quan trọng nhất để cuộc sống người già của người Úc cô đơn đó là những thế hệ không ở chung nhà với nhau. Cha mẹ ít khi ở chung với con cái khi con cái 18 tuổi đã ra riêng rồi, cho nên họ không có ở thế hệ ba thế hệ như người Việt Nam mình, đó là cha mẹ ở với con cái và ông bà thì ở với cháu để giúp coi cháu. Họ không có đoàn kết nhiều như thế và họ tôn trọng cho cuộc sống tự do của từng cá nhân, đó là nếu con cái 18 tuổi rồi tự lo cho mình, nếu họ có con thì họ phải cũng tự lo, nếu lo không được thì xã hội lo, họ không còn có trách nhiệm như thế nữa, cho nên nó làm cho cái lối sống tự do quá và tôn trọng cá nhân quá và độc lập quá, thành ra không cần phải nhờ vả nhau. Nên khi trẻ con cái không cần nhờ cha mẹ, cháu không cần nhờ bà, thì cái tình cảm nó xa gần xa quá, nó không được gần, không được gần gũi, thì nó từ từ nó lạnh nhạt. Thông thường người già ở Úc, vợ và chồng sẽ nương tựa sống với nhau cho đến già, cho nên một hoặc trong hai người mà ai đi trước thì người còn lại sẽ cô đơn gấp đôi các bạn ơi. Cô đơn buồn tả. Người già ở Úc, họ sẽ tìm niềm vui riêng cho mình, đó là đi dạo biển, đi nhà thờ. Đây là khung cảnh những người già đi nhà thờ. Hiện giờ trẻ chả thấy đâu, toàn là người lớn tuổi không các bạn ơi. Nhìn cô đơn lẻ loi, chậm chạp, thấy thương gì đâu. Đa số vợ với chồng chơi với nhau thôi, chẳng thấy con cháu đâu cả. Mình thấy đời sống của người già, đa số con cái họ cho họ vào nursing home. Và vì không có sống với hai thế hệ và ba thế hệ, vì họ không cần phải dựa nhau về kinh tế, họ có thể độc lập về kinh tế. Cha mẹ của nước Úc dạy cho họ quá độc lập, cho nên vì độc lập về kinh tế, vì tôn trọng tự do, cho nên cái lối sống ở đây nó không cần phải nhờ vả lẫn nhau, và cha mẹ không có trách nhiệm nhiều với con cái, cho nên khi con cái lớn khôn cũng xa dần cái tình cảm đấy, thành ra cuộc sống về người già ở đây nó cô đơn hơn, lạnh lẽo hơn khi chỉ gia đình chỉ có một hoặc họ một ông bà già ở chung với nhau, khi con cái không ở chung với nhau nữa. Vậy là video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào cả nhà và hẹn cả nhà lần sau nha.